Rai chuyền bóng trong một buổi tập cùng Arsenal trên đất Mỹ. Ảnh, Arsenal FC. Anh thấy thế nào về phong cách thi đấu và sự tiến bộ của Arsenal mùa trước? Khi theo dõi Arsenal, tôi thấy đó là tập thể trẻ, tràn đầy năng lượng, khát khao và luôn có tinh thần chiến thắng. Tôi nghĩ họ thể hiện sự áp đảo từ trận mở màn gặp Crystal Palace. Từ đó, không chỉ tôi, mà rất nhiều cầu thủ ở West Ham, tại Anh đã chú ý đến Arsenal và nghĩ rằng họ sẽ để lại dấu ấn đậm nét. Tôi nghĩ thực sự khó khăn khi đối đầu với Arsenal, với phong cách của Arteta. Bây giờ, trở thành một phần của tập thể, quá trình này là điều thực sự thú vị. Tôi đang mong chờ 6 năm tiếp theo của hành trình này. Những tuần đầu ở Arsenal thế nào, văn hóa, sự thoải mái của phòng thay đồ, năng lượng ở đây thế nào so với anh mong đợi? Năng lượng rất tốt. Thành thật mà nói, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào sân tập, không chỉ ban huấn luyện, mà tất cả thành viên câu lạc bộ, suy nghĩ và tâm lý của họ đều hướng đến chiến thắng. Từ bác sĩ thể chất đến đầu bếp, các nhà phân tích, mọi người đằng sau hậu trường, họ đều tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất, thúc đẩy bản thân mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ đó chính xác là tính cách của Arteta. Với tư cách là huấn luyện viên, về mặt tâm lý, ông ấy thật tuyệt vời và là lý do lớn thúc đẩy tôi đến Arsenal. Anh gặp khó khăn gì khi hòa nhập vào môi trường mới không? Không có gì khó cả. Tôi nghĩ các cầu thủ thật tuyệt vời. Họ còn trẻ, và đó là điều thực sự tốt. Tôi đã biết và thi đấu với rất nhiều thành viên của đội trên tuyển Anh. Arsenal như một đội gia đình. Mọi người đều thực sự tuyệt vời. Các nhân viên thực sự rất tốt. Tôi đã cảm thấy như ở nhà. Tôi không cảm thấy mình là tân binh, một cầu thủ mới. Cảm giác chào đón và sự thoải mái ở đây đã giúp tôi dễ dàng hòa nhập. Tôi không nghĩ Arsenal còn cách xa tham vọng đó. Rõ ràng năm nay chúng tôi sẽ chịu áp lực đoạt danh hiệu và tôi nghĩ chúng tôi muốn áp lực đó. Bạn muốn giành danh hiệu, thi đấu tại cấp độ cao nhất và tất cả các cầu thủ đều được thúc đẩy, tràn đầy động lực và điều đó đến từ Arteta. Rõ ràng, cách mà tôi thi đấu ở West Ham hoàn toàn khác với cách chơi của Arteta. Vì vậy, tôi sẽ mất một thời gian để thích nghi. Nhưng tôi thực sự háo hức học hỏi để cải thiện, đặt câu hỏi, thực hiện những bài tập một người để tiến bộ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Hy vọng rằng khi mọi thứ bắt đầu ăn khớp, Arsenal sẽ trở nên tuyệt vời. Về mặt cá nhân, tất nhiên tôi cũng muốn tiến lên một vài cấp độ, điều mà tôi biết mình có thể. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là tôi phải thích nghi.